lên tâm sự. Đêm hôm anh hàng xóm gõ cửa, tôi đã mắc lỗi vì chồng chưa cưới. Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang làm trong một công ty tư nhân tại Hải Phòng. Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 năm. Sắp tới chúng tôi dự định sẽ đi đến hôn nhân. Người yêu tôi làm việc trong một công ty ở Hà Nội. Chúng tôi rất ít khi được gặp nhau. Có lần 2 tháng mới gặp nhau một lần do hoàn cảnh công việc không cho phép. Chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và chat chít. Gần đây giữa chúng tôi thường xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Cả tôi và cả anh đều chán nản và mệt mỏi, mà nguyên nhân chính là do anh. Anh là người có phần đa tình, đã rất nhiều lần anh lừa dối tôi. Nhưng vì những chuyện như vậy, nhiều đến mức mà tôi đã cảm thấy mất lòng tin vào anh. Anh đã từng giấu tôi bắt cá hai tay một cô gái làm cùng công ty với anh. Kết quả là đã đi khóa giới hạn với cô ấy. Tôi phát hiện và rất đau khổ, cảm giác bị phản bội luôn ám ảnh trong suy nghĩ của mình. Lòng tin của tôi vào anh cứ thế mà mất dần vì những gạt lừa ấy. Tuy vậy, nhưng mà anh vẫn một mực nói rất yêu và cần tôi bên cạnh. Anh nói với tôi rằng, em mới là người con gái anh cần và muốn lấy làm vợ. Tôi không biết mình có nên tin hay không, và cũng không biết mình cần phải làm gì. Nhiều lần tức giận không thể kiềm chế, tôi chỉ muốn làm như những gì anh đã từng làm với tôi. Càng nghĩ tôi càng hận anh vô cùng. Tôi chưa từng một lần có lỗi với anh dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Ấy thế mà tôi lại bị chịu cảnh này. Một tháng trước, dãy trọ của tôi có người mới chuyển đến. Anh từ Hà Nội chuyển công tác về Hải Phòng làm việc 2 tháng. Vì tính cách hợp nhau nên tôi và anh rất hay ngồi tám chuyện. Cũng vì thế mà anh yêu tôi lúc nào tôi không hay biết. Tôi rất ngỡ ngàng trước tình yêu của anh. Nhưng vì đã có người yêu nên tôi đành từ chối tình cảm mà anh dành cho mình. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu như không xảy ra câu chuyện của hơn một tuần trước. Hôm ấy cả xóm trọ đã về hết, chỉ còn lại có tôi và anh cô đơn trong hai căn phòng khác nhau. Lúc 7 giờ tối tôi nhận được những tin nhắn sướt mướt từ anh với nội dung đại loại là thắc mắc vì sao tôi lại không chấp nhận tình cảm của anh, vì sao lại không cho anh một cơ hội thể hiện tình cảm của mình. Tôi chỉ nhắn lại đúng một dòng: em không thể, em xin lỗi. 11 giờ tối anh lại tiếp tục nhắn tin, nhưng lần này với một nội dung khác: nếu đã không thể yêu em, xin hãy cho anh một lần được ôm em trong vòng tay. Chỉ một lần thôi và anh sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ làm phiền em nữa. Em là người con gái đầu tiên từ trước đến nay làm anh rung động. Tôi đã mùi lòng trước những tin nhắn mùi mẫn ấy. 11 giờ 30 tôi đã mở cửa phòng để anh vào. Nhưng rốt cuộc anh đã lừa tôi. Anh không chỉ dừng lại ở những cây ôm, cây hôn, mà anh còn muốn đi xa hơn nữa. Sức con gái yếu ớt và tôi đã không giữ được mình. Tôi vô cùng đau đớn và sợ hãi. Tôi ân hận vì đã quá điên cuồng tin anh. Tôi hận mình và thấy thật có lỗi với người chồng sắp cưới của mình. Qua đêm ấy, tôi không chỉ đau đớn về thể xác, mà trong lương tâm tôi còn day dứt không ngừng về bản thân mình. Tôi đã từng có lúc muốn một lần có lỗi với người yêu để trả thù những gì anh ta đã gây ra với mình. Có thể nói hiện tại tôi đã đạt được mục đích. Nhưng tại sao tôi lại thấy quá ân hận? Đã từng rất muốn dành tất cả cho người mình yêu thương, nhưng không biết vì điều gì mà tôi đã trao cho một kẻ chưa hề có chút tình cảm hay một chút gì gọi là rung động. Vì tôi quá tin người hay vì tôi mới thực sự là người có lỗi? Tôi là một người con gái lăng nhăng. Hiện tại tôi đang rất đau khổ và không biết mình nên làm gì. Có nên nói tất cả mọi chuyện với người mà tôi sắp gọi là chồng hay không? Tôi đang rất băn khoăn, mong sớm được nhận lời khuyên từ phía tất cả các bạn để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Lời tâm sự: làm điều ấy không mắc lỗi với chồng. Tôi là một cô gái thôn quê hiền lành, chăm chỉ, nhưng gia đình nghèo khó lại kém nhan sắc, nên tôi luôn mặc cảm về bề ngoài của mình. Từ khi ở tuổi trăng tròn là cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tôi cũng chưa từng có một người bạn trai nào thân thiết, chứ chẳng nói đến chuyện tìm hiểu hay tán tỉnh. Tuổi ấy rồi cứ trôi theo năm tháng, các em tôi đã còi to vượt trước, đã lấy vợ, lấy chồng, chỉ còn mỗi mình tôi ở lại cùng với bố mẹ. Gái quê thì chỉ ngoài 20 tuổi mà chưa có người yêu thì coi như ế. Còn tôi thì đã sắp xỉ 30 nên cũng chẳng có hy vọng gì. Vậy mà đã 8 năm, ngày ấy qua người bà con mai mối nói về anh không giống như những người đàn ông bình thường. Anh bị di chứng viêm não nên nói hơi ngọng,
liệt mặt và chân tay, nhưng tính tình hiền lành, nên tôi cũng đồng ý để hai gia đình nói chuyện, xem mặt, bởi vì tôi cũng muốn được đi lấy chồng như bao nhiêu người đàn bà khác, và để tránh khỏi cái miệng thối của những kẻ lắm điều ở làng. Thế rồi gia đình đưa anh xuống nhà tôi. Thú thực khi vừa nhìn thấy anh tôi hơi sợ, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy thương, thế nên tôi đồng ý. Đám cưới được tổ chức, tôi lên xe hoa ngược hơn 100 cây số về nhà anh làm vợ. Đêm tân hôn hay tuần trăng mật mà không có cặp vợ chồng nào quên được. Tôi cũng đã chờ đợi cái cảm giác hồi hộp để dâng hiến, để được làm vợ như những cô dâu mới, nhưng chờ mãi mà không có. Anh không thể làm được chuyện ấy. Chúng tôi mỗi người một góc giường, ngày này qua ngày khác. Gia đình chồng tôi rất tốt, anh là con út nên ai cũng thương anh, vì vậy họ cũng quý mến tôi. Mọi người chắc đều nghi hoặc về chuyện ấy của hai chúng tôi, nhưng không ai dám hỏi. Cũng may nhà anh có người chị họ là bác sĩ. Chị hỏi tôi tỉ mỉ những gì anh có thể làm được, và chị hướng dẫn tôi cách giúp chồng để quan hệ chủ động với anh. Ban đầu tôi thấy rất xấu hổ, nhưng dần dần cũng quen và tôi đã tự làm được chuyện ấy. Nhưng vì bệnh của anh không ổn định nên tôi biết khi nào, và chỉ chủ động làm chuyện đó với anh 1-2 lần một tháng. Ông trời thương anh và tôi nên 2 năm sau tôi đã có thai và sinh một bé trai rất giống anh, kháu khỉnh. Ai cũng vui mừng, còn anh cũng thay đổi hẳn. Những lúc nhìn anh chơi với con, tôi cũng thấy thật mãn nguyện và hạnh phúc. Bố mẹ chồng tôi có lương hưu, lại có các anh chị hỗ trợ kinh tế, nên tôi không phải lo, chỉ cần chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng và chồng thôi. Nhưng theo nguyện vọng của tôi và bố mẹ chồng, nên nhà anh xin cho tôi đi học và làm văn thư ở một cơ quan nhà nước. Khi được ra ngoài, tôi thay đổi dần từ một con vịt còi xấu xí quê mùa thành một con vịt đầy đặn, lông cánh trắng mượt. Đúng là con người không khi nào bằng lòng với số phận. Có câu ăn no rừng mỡ, phần con trong người tôi đã trỗi dậy từ đó. Ở cơ quan tôi hay lướt mạng, và cái tôi quan tâm nhiều lại là chuyện ấy. Có khi tôi nấn ná về muộn và vào các trang mạng để thỏa mãn sự tò mò. Người ta nói không biết thì không sao, nhưng biết một ít và muốn biết nhiều hơn thế, với tôi là như vậy. Chuyện vợ chồng chưa bao giờ được thỏa mãn. Là phụ nữ, ai chẳng muốn được đàn ông ôm ấp và vuốt ve. Tôi lại chưa từng được nếm trải. Nhiều đêm tôi cồn cào da diết nhưng không được. Vì thế tôi cũng đã tự xử lúc nào không rõ. Đã có lúc tôi nghĩ ngoại tình, nhưng xấu như tôi thì ai thèm. Và lại thực sự chắc cho tôi cũng không dám, vì tôi đã yêu anh. Tôi sợ tuột mất cái hạnh phúc mình đang có. Cũng rất ghét những kẻ đã có con rồi còn muốn đi ham cổ lạ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi nghĩ chuyện đó cũng chỉ là một nhu cầu sinh lý. Vì vậy thèm muốn đâu có xấu, trừ khi nó vượt quá luật thường đạo lý của con người. Người ta nói rằng tự xử có thể là xấu, là bệnh hoạn, nhưng với tôi, không nói ra thì ai biết. Đôi khi tôi cũng thấy ngượng ngùng và nghĩ mình là người con gái hư hỏng. Nhưng đến lúc muốn thì tôi lại tự an ủi. Tôi làm vậy cũng chỉ là để giải tỏa những nhu cầu của bản thân, nhưng vẫn chung thủy với chồng, vẫn là con dâu ngoan, thì thà như vậy còn tốt hơn, đạo đức hơn những kẻ ngoại tình. Chuyện gia đình và vợ chồng tôi chính là như vậy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến chồng và những người đã yêu thương, tin tưởng tôi. Tôi biết có những cặp vợ chồng vì lý do nào đó mà không thể đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu cho người kia, nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Tuy nhiên ai mà biết được rằng, hoặc là người đó có cảm thấy tội lỗi, luôn tìm cách bù đắp cho người kia để giữ gìn hạnh phúc, hoặc người kia liệu có cảm thấy bị thiệt thòi, có bao giờ có ý nghĩ đi ngoại tình hay không? Hạnh phúc gia đình, chuyện đó nó như hai vế của một phương trình, có thể bù trừ cho nhau để cân bằng trong cuộc sống. Để có cuộc sống gia đình hạnh phúc, chúng ta thường nói là vợ chồng phải hiểu, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Như thế liệu đã đủ chưa nếu như vấn đề tình dục không được thỏa mãn? Đã có nhiều cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì lý do ngoại tình, mà nguyên nhân lại là từ những chuyện này. Chuyện yêu đương chăn gối vợ chồng là gia vị của tình yêu, nhưng phải biết cho gia vị khi nào, bao nhiêu, cho như thế nào tùy thuộc vào khẩu vị và cách chế biến của mỗi người, để cuộc sống gia đình thăng hoa và hạnh phúc bền chặt. Đây là những suy nghĩ của tôi, không biết các bạn có nghĩ như vậy không?
Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn lời tâm sự của hai người phụ nữ. Mỗi người đều trong những bối cảnh và có những cách hành xử tôi nghĩ rằng rất khác nhau. Cô gái trẻ trong câu chuyện đầu tiên xuất phát từ sự căm hờn với người chồng sắp cưới của mình, và sau đó là xuất phát từ sự mù quáng trước những lời nói rất ngọt ngào của người đàn ông mới quen mà đã đẩy bản thân vào một tình huống đau đớn và xấu hổ. Bản thân bây giờ cũng không biết phải làm sao khi để chấm dứt được sự day dứt của lương tâm. Còn người phụ nữ thứ hai, tôi tin rằng đến thời điểm hiện tại chị vẫn có những quyết định rất đúng đắn cho cuộc sống của mình. Chúc cho chị luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và giữ vững được những nền tảng về tâm lý mà mình đang tự trau dồi cho bản thân. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Các bạn có lời khuyên gì dành cho hai nhân vật của chúng tôi hay không? Có chia sẻ gì với câu chuyện của họ? Đừng quên để lại những suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.